Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình một lần nữa, chương trình Bạn Có Biết, và sự trở lại của anh Anthony Nguyễn. Anh Anthony Nguyễn nguyên là giám đốc của văn phòng dân biểu liên bang Scott Peters. Cái title tiếng Anh của anh là District Director of Congressman Scott Peters. Trước hết chào anh Anthony. Hello everyone, it's good to be back. It's been a while since I've been on the show, so it's nice to be back here. And I'm here to update you on what's going on with the office of Congressman Scott Peters, what he's doing and what Congress is doing. And so he represents the city of San Diego, so a majority of it, as well as Poway and Coronado. So là ở trong cái khu vực này luôn phải không anh? Yeah. Thì trước hết Anthony có thể cho quý vị khán giả được biết những cái tin tức gì mà Anthony cần cập nhật cũng như là gửi đến cho quý khán giả của VNTV. So the first news, I think you all probably heard about William An Nguyen. This happened in June of this year when he went to Vietnam and got arrested. And so I'm sure the community all follow the news just to see what's going on. And so Congress definitely took action on that issue. They sent two letters, one to our Secretary of State Pompeo regarding the situation, as well as the ambassador of Vietnam who resides in DC, so the Vietnamese ambassador to the US. And the letter basically stressed just to make sure that he has due process and that he is safety and has access to any sort of medical attention, because I think the last photo or video that was shown shows him with a lot of blood. So it's just to make sure that he was okay and had the due process in place. So we sent that out, and Congressman Scott Peters was part of that letter. Anh có thể summarize bằng tiếng Việt cho thì quý vị có theo dõi của cái tình trạng của Nguyễn Anh William. Yeah. Thì của tháng ngày 10 tháng 6 thì ảnh qua bên Việt Nam đi biểu tình, và sau đó thì bị bắt. Thì người quốc tịch Mỹ đó, thì nếu mà đi qua nước khác đó thì rất là quan trọng. Muốn là ensure là cái người đó được an toàn, yeah, được bảo vệ. Thì quốc hội bên đây để đã ghi hai cái lá thư, một cho Secretary of State, đó là Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ, và viết thư cho ông đại sứ Việt Nam ở Mỹ, coi như là năn nỉ là hy vọng cái anh đó ảnh được được safe, feel like được legal access, medical access. So fortunately, with the letters, our U.S. government did talk, and I believe in July of this year, so July 20th, I believe, it was a Friday, he was finally released, mm-hmm, and back home with his family in Texas. So sau khi mà mấy cái lá thư đó đã gửi đi, thì chính phủ Hoa Kỳ đã nói chuyện với lại chính phủ Việt Nam, thì sau đó cái tòa bên Việt Nam đã release anh William, thì anh đã trở về với gia đình ở bên Texas. Rất là hay phải không anh? Yeah. Cho nên người Việt của chúng ta mà là công dân Hoa Kỳ thì khi mà đi ra nước ngoài mà có những cái incident như vậy á, thì thường thường là sẽ được bảo vệ. Tuy nhiên, Vân Anh cũng được biết là cho dù chúng ta là quốc tịch công dân Hoa Kỳ, nhưng mà nếu mà chúng ta đến một quốc gia nào, chúng ta phải tuân theo cái luật lệ của tiểu bang đó, phải không? Yeah. Cái quốc gia đó phải không anh? Dạ yeah, đúng. Có những cái mà ở Hoa Kỳ cũng không có can thiệp chúng ta được, phải không anh? Correct. So she was just saying, you know, if we are traveling to another country, even though we are a U.S. citizen, we have to respect the rules and regulations and laws of that country. And if we don't, I mean, that country have every right to persecute you under whatever rules and regulations they have. So just be sure that if you travel abroad somewhere, be safe. Try not to engage into a lot of things that can be criminally charged against you. And just let family and friends know where you are at every time. Vâng, rất là hay thưa quý vị. Yeah. Kế đến. Kế đến. So next, I think that's big on the news, and I'm sure you all have watched this, is with the passing of U.S. Senator John McCain from Arizona. I think anyone that has come to the U.S. through, I believe it's called the Operation Humanitarian, could be wrong, but in Vietnamese we call it Chương trình HO. Những người nào mà đi qua bên chương trình HO qua bên Mỹ thì biết được cái sự đóng góp của ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, đó là ông John McCain của tiểu bang Arizona. Thì mấy tuần nay rồi thì ông đã qua đời về brain cancer.
qua đời của thượng nghị sĩ John McCain, mà người Việt Nam của chúng ta cũng rất là gần gũi với ông. Và Manny được biết là kế tiếp đây thì anh Anthony cũng sẽ chia sẻ với chúng ta về update về cái dự luật SB 895. Thì anh có thể nói sơ qua SB 895 là như thế nào? Dạ, thì nếu quý vị nào có theo dõi tin tức thì sẽ biết là thượng nghị sĩ của tiểu bang Cali Janet Nguyễn đã introduce một cái bill, đó là SB 895. Nói tắt lại là cái luật đó là cho nó là một cái curriculum hoặc là cái kế hoạch để cho những trường khi mà dạy đứa con nít, thì khi mà họ nói về cái lịch sử của Việt Nam đó, cái Vietnam War đó, thì họ sẽ nói về cái refugee experience và cái mấy cái tình trạng trong cái era đó. So in short, SB 895, if passed, will basically have a comprehensive curriculum for schools, district to use so that they can teach the students the full story of the Vietnam War, and as well as what happened after that in terms of the refugee experience as it relates to the Cambodian folks as well as the Hmong people. And so passage of this legislation will be very important to our community because it allows the younger generation to essentially learn about the experience of their parents and how their parents got here and why are they here. So the importance of that, and it's a comprehensive education that will really enlighten all of us, and hopefully these stories will be shared and passed down from generations to generation. And last I heard, it was passed through the California legislature last Friday, so on the 31st, and there are really no opposition to this bill, and right now we're just waiting for the governor to sign it. So that's the last that I heard from my colleagues that work for the state legislature. Thì cái luật này đó là nó đã pass trong cái không phải cái quốc hội mà trong tiểu bang Cali nó có một cái legislator, thì nó đã pass cái đó là tuần vừa rồi, ngày 31, đó là ngày thứ sáu. Thì bây giờ là cái chỉ là tiếp chờ tục, yeah, bây giờ là cái chỉ chờ là cái ông Governor Jerry Brown để mà ông ký tên của ông, thì cái đó sẽ là bắt đầu là luật của trong tiểu bang Cali. Wow. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta đang bước vào mùa trung thu, thưa quý vị. Và Vân Anh được biết là không phải là chỉ có cộng đồng Việt Nam mà nhiều những cộng đồng khác như là cộng đồng Chinese cũng tổ chức lễ trung thu, phải không anh? Yes, so Mid-Autumn Festival is coming up, so Tết Trung Thu mấy tuần nữa là sẽ tới. Thì trong cộng đồng Á Châu của mình đó, rất là người cộng đồng tổ chức cái lễ này, thì Hiệp hội Người Việt có một cái tổ chức, còn tụi Chinese community cũng có. So there's going to be a lot of community events on the Mid-Autumn Festival just to introduce the community on the Mid-Autumn Festival, introduce them to the mooncake and also the different festivities and you know what we did growing up as kids. So it's definitely a good thing for our culture to share that with everyone here so that they know what we do, and it just brings a lot of diversity to our community. So just check on the website. There's definitely a lot of events out there. Most of it is on the 22nd of September throughout the day, basically. So look to that. The other thing that I want to mention also on the 22nd in relation to Congressman Scott Peters is that he'll be attending the 5th annual Laotian Racing Boat Festival. That's going to be held at Mission Bay, and that's also going to be in the morning, but it's also throughout the day. Thì Anthony mới nói là ông nhân biểu Scott Peters, thì cái ngày 22 của tháng 9 đó là khoảng 2 tuần nữa, thì ông sẽ tới tham dự một cái tổ chức của người Lào, cộng đồng người Lào, thì cái đó là về boat racing mình nói làm sao? Đua thuyền. Thì ông sẽ đi tham dự cái đó. Đây là năm thứ năm cái cộng đồng đó tổ chức, thì cũng là rất là vui mừng cho họ. Thì ông sẽ đi đó buổi sáng, rất tiếc là sau đó là ông có dịp khác, cho nên những cái tham dự của Tết Trung Thu thì ông đi không có được. Nhưng mà Anthony muốn nhắc nhở nếu quý vị nào rảnh thì ngày đó sẽ có rất là nhiều chương trình trong cộng đồng của mình, thì có gì lên mạng để mà
theo dõi. Dạ vâng. Vâng, và thưa quý vị, chúng tôi xin được nhắc lại năm nay Tết Trung Thu, đúng Tết Trung Thu có nghĩa là rằm tháng 8 thưa quý vị. Đó là ngày 24 tháng 9 nhằm ngày thứ hai. Cho nên quý vị thấy là hội Tết Trung Thu đã được tổ chức vào ngày thứ bảy, tức là trước đó 2 ngày do Hiệp hội Người Việt tổ chức hàng năm tại sân của Thư viện Linda Vista. Cho nên mời gọi tất cả quý vị đến tham dự một lần nữa vào ngày thứ bảy 22 tháng 9 bắt đầu vào lúc 5 giờ chiều. Anthony có muốn bổ túc gì trước khi chúng ta chia tay? Yes, so I just want to conclude that so Congress is back in session. It means that they are back in DC to legislate and pass laws. With the House side, at least, there's only about 8 legislative weeks left until the end of the year. So there's not a lot of time to do a lot of things, but as we get more information in terms of what they plan to talk about, I'll be sure to pass along to VNTV so that we can share it with you folks. So Anthony mới nói là hiện tại bây giờ thì Quốc hội để đã qua bên Washington DC để mà tiếp tục trình bàn những cái luật mà họ phải cần nói chuyện qua với lại pass. Thì từ bây giờ cho tới cuối năm á, thì chỉ còn có 8 tuần để mà họ làm những cái công việc đó. Thì nếu Anthony có biết gì thêm mới đó thì Anthony sẽ cho VNTV biết là lúc đó. Dạ, vâng. Sẽ phổ biến trao đổi cho. Dạ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn Anthony rất là nhiều và xin thân ái chào tạm biệt.